Chào các bạn nha, hôm nay chia sẻ với bạn một cái kinh nghiệm để sử dụng cái máy khuôn pin Akuya K6 3 chức năng này, nó được bền đấy các bạn. Trên cái máy Akuya K6 3 chức năng này, nó có cái tính năng là tháo cái đầu khẩu này ra để lắp cái mũi khoan vào đây nó tiện hơn. Thì không phải lúc nào mình cũng sử dụng cái này, mà có lúc bắt buộc phải dùng cái này các bạn, để cho máy bền hơn nha. Đây, các bạn sẽ xem nhá. Cái bộ máy Akuya K6 này, khuôn pin các bạn, thì nó sẽ có một cái bao này các bạn, một cái bao. Hai cục pin nhá. Hai cục pin. Một cái thân máy, một cái đầu măng ranh và một cái bộ sạc. Thì nếu như sử dụng trong gia đình thì các bạn dùng một bộ thế này là cũng khá ok các bạn. À, tiện lợi và gọn gàng nha. Rồi. Khi mà các bạn dùng cái này á, nếu như khi mà các bạn dùng á các bạn, nếu như các bạn sử dụng những cái mũi khoan như là mũi khoan gỗ này, mũi khoan sắt này, mũi bắn vít này hoặc là đầu bắn tôn á, thì các bạn có thể gắn trực tiếp vào đây để sử dụng cùng được cho nó tiện lợi và nó rút ngắn cái khoảng cách lại, cũng như là mình thay cái mũi nó hay hơn. Trong này có nam châm này rút lại này. Nhưng mà khi mà các bạn dùng cái mũi khoan này, mũi khoan bê tông nữa các bạn, mũi khoan bê tông nha, mà các bạn gắn vào đây các bạn khoan á, thì do có chức năng búa các bạn, chức năng búa nó sẽ đánh và nó dễ hư cái trục này hơn nha. Cho nên bắt buộc nếu như các bạn dùng để khoan bê tông thì các bạn phải dùng gắn qua cái đầu măng ranh này để gắn nhá. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn thấy nhá, nó hiệu quả khác nhau các bạn. Đây nhá, bây giờ mình sẽ gắn cái mũi khoan bê tông vào cái trục này và khoan á, thì các bạn thấy này, nó không có cái cục măng ranh để nó đóng, thì mình phải dùng lực ép mạnh hơn và khi đóng á thì nó sẽ gắn dính vào đây, mình gỡ ra rất khó nha các bạn. Đây, mình phải ép tay vào mạnh thì mới khoan được các bạn. Đấy, mới khoan được nha. Và một thời gian nó sẽ đóng toe cái đầu này đi. Thay cái này rất là tốn tiền nha. Còn bây giờ mình sẽ gắn vào cái đầu măng ranh này, gắn đầu măng ranh này các bạn. Đây. Gắn này thì khoan nó sẽ ok hơn các bạn, nó hiệu quả hơn khá là nhiều nha. Rồi, nãy có chức năng khóa trục này, cho nên mình siết cái mũi thì gắn ở đây siết nhá. Rồi mình sẽ khoan các bạn xem nhá. Đấy, ok hơn nha. Như vậy các bạn thấy, nếu như khoan tường thì các bạn nên gắn qua cái đầu này. Còn nếu không, cái trục này nhanh hư hơn. Thì đây là một cái kinh nghiệm mình chia sẻ để các bạn sử dụng máy khoan pin Akuya K6 3 chức năng thế hệ mới này. Nó được bền hơn và nó hiệu quả hơn. Cái này mình thấy nó, nếu như gia đình thì sử dụng cái này cũng khá là ok rồi. Giá cũng khá là mềm các bạn, so với hàng chính hàng 5-6-7 triệu ha. Một bộ này chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Các bạn muốn mua bộ này thì bấm vào link phần bình luận và mô tả để đặt hàng trên TikTok nha các bạn. Cái này mình không bán nha. Rồi, hy vọng video sẽ hữu ích cho các bạn. Mong các bạn chia sẻ đồng cùng biết. Chào các bạn nha.